Thưa quý vị, trong thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động phong phú hiệu quả, phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào tôn giáo. Từ đó, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Long An đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân xứ đạo. Đây là công trình thể dục thể thao được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phối hợp với huyện Tân Thạnh lắp đặt cho giáo xứ Kiến Bình tại khu phố 1 thị trấn Tân Thạnh. Đây là minh chứng thể hiện tình cảm sâu sắc giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với bà con giáo dân và là một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết lương giáo. Quân sự có điều ý anh em qua để mà dọn dẹp, trước tiên là dọn cỏ và dọn vệ sinh từ những công việc rất là nhỏ, gắn kết với bên giáo xứ cho nên tận tình. Có được những dụng cụ thiết yếu phục vụ nhu cầu hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, đó là mong ước của mỗi người dân. Niềm phấn khởi hiện rõ trên mỗi khuôn mặt bà con giáo dân. Tôi khu cho nhà thờ những bộ này tập tới đây, cho nên bản thân tôi rất phấn khởi, rất thích từ những dụng cụ này. Từ đây về sau có thể là tôi tập nhiều lên. Cảm ơn quân khu 7 đã tặng những cái dụng cụ tập gym này để cho giáo xứ và tất cả mọi người có thể có một sức khỏe khỏe hơn và tốt hơn. Còn đối với bà con đạo Tin Lành trên địa bàn Tân An đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An với những hoạt động giúp người dân. Thông qua lớp Thánh Kinh cho giới trẻ trong tín đồ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An đã lồng ghép phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh vào đấy. Việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời hiểu rõ hơn về đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện cái nội dung ký kết giữa lực lượng vũ trang thành phố với các tín đồ tôn giáo trên địa bàn thì phải nói là đã có sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm. Đặc biệt thông qua cái nội dung ký kết thì hàng năm Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tân An cũng đã phối hợp với các tôn giáo trên địa bàn tổ chức cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng trong tôn giáo. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình của lực lượng vũ trang Long An đã thể hiện được chủ trương tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo. Qua đó, góp phần dung đắp tình đoàn kết quân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đường lối quốc phòng toàn dân.